bụng quá. Ủa bà sao vậy bà? Sáng giờ bà không biết bà ăn trúng cái gì mà đau bụng quá. Vậy con chở bà đi bác sĩ nha. Nhưng mà bà ngồi không có nổi. Vậy bà đợi con tí nha. Nhanh lên con ơi, bà chịu hết nổi rồi. Ây da, nhanh lên bà. Nhanh nhanh con ơi, bà đau dữ lắm rồi. Ê bà nặng quá chứ bộ. Ê bé hai đi chơi không? Tao đi liền. Ủa bà có sao không? Bà hết đau bụng rồi, chở bà về đi con. Giặt xong cái quần rồi. Máng ở đây thì tí nó khô à. Chiều có quần mặc đi chơi rồi. Hay. Cái nhà ướt mem không lo lao đi. Ở đó chơi hoài. Nghỉ hè mà cũng không cho người ta chơi nữa. Nùi lao đâu mà lao bây giờ ta. Ý, lấy cái nùi dẻ này lao cũng được. Bé hai giống như cô tắm vậy đó. Thật là đảm đàng. Trời đất ơi, cái quần của tôi mặc đi chơi. Đi giặt lại liền cho bà. Dạ, con đi liền. Dữ, giặt, dữ. Ê, bé ba, đi chơi không? Để tao một tí. Ủa, cái quần đâu rồi? Bà ơi, mất tiêu quần rồi. Bé hai, báo hoài vậy. Bà có một cái quần à. Ai phun xăm đi. Sao sáng giờ ế quá vậy ta? Ê bà Lý ơi. Gì đó mày? Con thấy môi bà thâm đen quá rồi kìa. Thiệt không? Bộ thâm lắm hả? Đúng rồi, cái này là dấu hiệu của tuổi tác á. Giờ sao ta? Để có bé ba phun xăm, con mới đi học nghề về. Bảo đã đẹp. Nhưng mà bà không có tiền. Con làm miễn phí cho bà thôi đó. Vậy làm liền đi con. Vô đây đi bà. Xong rồi đó bà. Sao sưng quá vậy? Vài bữa là nó hết à. Thôi cảm ơn bà về nha. Ủa bà Lép, sao cái môi của bà trần dần vậy? Bé ba nó mới xăm môi cho tôi. Trời đất ơi, con bé ba nó đâu có bị làm đâu. Nó làm đại đó. Giờ sao giờ bà? Để tôi qua mắng vớt nó cho. Sao bà lố bà đi lâu quá vậy ta? Tôi nè bà. Trời đất ơi, sao bà xăm cặp đầu lông đau chà bá nữa vậy? Tại tôi nghe lời nó dụ dỗ. Đúng là già mà còn bị lừa. Không biết là con bé hai nó đi thi đại học tới đâu rồi. Bà ơi, con về rồi nè. Sao rồi, trúng tủ không con? Trúng tủ ngày bon luôn bà. Con thi văn bài gì? Dạ đất nước. Rồi con có viết được không? Con xin tận 2 đôi giấy lận đó. Quá đã, vậy là phải điểm cao lắm. Con miêu tả sao kể bà nghe với coi. Đất là một loại hữu cơ để trồng cây, nước là dùng để uống. Ồ, con viết cái gì kỳ cục vậy? Chứ con đâu biết làm đâu. Ủa vậy sao nói xin 2 tờ giấy? Xin chân ngầu đó. Nè, bà tặng con này bé hai, con đi về phụ hồ là được rồi đó. Hay, đúng là bà đoán không sai. Đi tắm thôi. Tao giấu cái quần thử coi làm sao mày ra được. Vũ thôi. Ủa, bà ơi, con mất tiêu cái quần rồi, bà kiếm cho con coi. Cái quần để đâu? Hình như ở trên cây á bà. Bà có thấy gì đâu? Vậy chắc con nhớ lộn rồi, chắc dưới ao quá bà. Có chắc không vậy? Thì bà mò thử đi. Nó nằm ở đâu ta? Ý, cái chén của bà mà. Không có phải, để bà mò tiếp. Có chưa bà? Trời đất ơi, cái tô tôi kiếm bữa giờ của bé hai. Chết bà, tới công chuyện rồi. Ê tiểu múp, tụi mình là bạn thân đúng không? Đương nhiên rồi. Vậy là bạn phải giúp tôi đó nha. Giúp cái gì? Lát nữa bà lố có kiếm tôi thì bạn nói tôi không có đây nha. Ủa là sao? Tôi quậy bà bể cái cửa bà kiếm tôi để xử đó. Trời ơi mày gan quá. Cứu tôi đi mà. Rồi mày trốn đằng đẳng đi. Cảm ơn nha. Trời đất ơi, con bé hai đâu rồi? Ê tèo mốt, con có thấy bé hai đâu không? Dạ con không có thấy. Có thấy nó ở đâu thì chỉ cho bà nghe. Dạ. Cảm ơn con nghe. Ê bà lố mày đi đâu vậy? Đi kiếm bé hai chứ làm gì. Con nhớ rồi, hình như con bé hai nó chạy đằng kia kìa. Ủa vậy hả? Cảm ơn con nghe. Ê bà lố, con bé hai nó trốn đằng kia kìa. Ông Tư Dẹo này. Thằng tè múp bao che hả mày? Ông Tư Dẹo này hại tụi con rồi. Con bé hai đi về nhà quỳ gối ngay cho bà. Còn thằng tè múp, bà thất vọng về con quá. Con nít mà mày đặt bản thân. Trời ơi chết tôi rồi. Ông Tư ơi, có gì ăn không? Con đói bụng quá à. Ở dưới bếp có cơm nguội đó, ăn đỡ đi. Cơm khô quá, có canh gì húp không ông Tư? Có cái tô canh ở kế bên nồi cơm điện đó. Thấy rồi. Ủa lấy lộn tô canh rồi. Chết cha thằng thầy mốt. Canh gì mà đắng ngát thối rùm vậy ông Tư? Không phải canh mà là nước lau sàn. Cái gì? Ông Tư xin lỗi. Trời ơi tô canh nhìn hấp dẫn quá. Ê đừng có uống. Trời ơi chết tôi rồi. Hai con thành lành con đùa nhau căng nhau đứt đuôi. Chắc thành lành buồn thiêu gọi đến đung rồi mắng cho. Con nít con non nghe ba nhạc kỳ kỳ vậy trời. Bà không biết gì hết trơn á, mấy cái nhạc này là chen đó. Nhạc bây giờ nó nghe khó chịu vô cùng. Bà không thích bài đó vậy con đổi bài khác cho bà nha. Thà là đổi bài đi. Một con vịt xòe ra hai cây cánh, nó kêu rằng cáp cáp cạp 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 cạp. Trời đất ơi, tưởng nó hát cái gì, nó hát ba cái tàu lao gì đâu không à.
bà không biết bắt ken gì hết trơn á. Hai con thần lần con đua nhau canh nhau đứt đuôi. Hai con thần lần con đua nhau canh nhau đứt đuôi. Trời đất ơi, tôi hát cái gì vậy trời? Thần lần buồn thiêu ngồi trong bếp bên mắn trò. Chớ rồi, mình bị liệu theo nó rồi. Đúng là nghe riết là thấy nó dễ dở cũng dính dính cũng hay hay. Hai con thần lần con đua nhau canh nhau đứt đuôi. Sao bữa chơi dữ lắm mà. Nước sức mạnh, hãy cho tôi nhiều sức mạnh. Ủa, nó nói gì vậy trời? Tao đã mạnh hơn rồi. Bé ba, đừng nói sảng hả? Nước sức mạnh là nước gì? Đây là nước sức mạnh, tao uống cái này tao đã mạnh lên rất nhiều. Mày thử đánh tao một cái đi. Tao không tin. Không đau, không đau. Có nước sức mạnh thiệt hả? Thiệt, mày có muốn thử không? Đâu cho tao miếng đi. Khoan, 100. Nè, 100. Tiền trao cháu mút. Tao đã mạnh hơn rồi, tìm ai để đo sức mạnh thôi. Ê, ông già kia. Đù, nhỏ này còn nhỏ xuống bà khía vậy. Nhào vô. Ông kia nhào vô, coi tôi có sức mạnh nè. Ây da, xui thôi, nhìn nè. Ây da, sao đau bụng dưới vậy ta? Khùng. Cái đó là nước mưa mà. Muốn bao nhiêu chai màu xanh này mà mình không có. Ây da, ây da. Sao mày đụng chúng tao? Thì cho tao xin lỗi đi. Bộ xin lỗi là xong hả mày? Không chịu thôi. Cái thằng mập này mày hay lắm, đợi đó đi con. Ủa bé ba, sao mày khóc vậy? Hồi nãy có thằng kia nó đánh tao. Hả, đứa nào dám mắc mạng mày? Nó đi đường nó tông vô người tao. Rồi nó không chịu xin lỗi, làm bây giờ tao đau tai quá nè. Được rồi, đi theo tao. Bực mình quá đi à. Khoan, rồi mày tính làm gì nó? Thì nó bắt nạt mày, tao phải qua nói chuyện với nó chứ sao. Thôi về đi, nó đụng tao một tí à, không sao đâu. Gần tới nhà nó rồi, đụng tới mình là mình phải làm lớn lên. Ê, con gì kìa. Ê, thằng tèo múp, sao mày dám ăn hiếp bạn tao? Ủa, nãy tao lỡ đụng chúng, tao có xin lỗi rồi cho bộ. Ủa, xin lỗi là xong hả? Mày nhìn bạn tao kìa. Ây da. Trời đất ơi, cái gì mà thấy ghê vậy? Mày mà không mắc đền là tao tan giả ở đây đó. Nè, tao còn có nhiêu đây nè, lấy hết đi. Đủ rồi, cảm ơn nha. Gì? Nhà này nè bà. Đồ, nhà đang xây luôn. Chính xác là cái nhà này thiếu nợ con đó bà. Giàu quá mà sao không chịu trả nợ? Mà đồ hoài không có trả. Giờ ai vô trước đây? Dạ bé hai. Dạ con bị đau tim. Bé ba mày vô trước đi. Tao bị cà lắm. Không có đòi nợ được đâu. Bà lớn bà vô trước đi. Được, vậy để bà vô. Ủa, mà hai đứa bay đi đâu vậy? Tụi con ra đây ngồi canh, có gì bà kêu tụi con nghe. Vậy bà vô trước nha, có gì nhớ cầu cứu. Dạ con biết rồi. Tôi hỏi là bà có trả nợ không? Không á. Hey, đừng hỏi tại sao nước bị lại mà. Ây da, sao bà đánh tôi? Bà nói thêm tiếng nữa là tôi quýnh bà thêm con nữa đó. Ây da. Đó, mày thấy chưa? Một mình bà cân hết 10 thằng. Cân cái đầu tụi ơi. Ủa, bà bị sao vậy bà? Nó quýnh bà quá trời luôn mà kêu không đứa nào cứu hết á. Ủa, con tưởng bà quýnh tụi nó chứ. Bây giờ bà quýnh hai đứa bay nè.